Thay vì bỏ ra 4 triệu để sở hữu một cái nồi đa năng như thế này của The Cooling mà size 32 thì mọi người có thể bỏ ra cái giá thành là chỉ hơn 2 triệu thôi. Mọi người đã sở hữu ngay một cái nồi chảo đa năng của Scanpan mà size 28. Chất liệu thì tương đương nhau, chất lượng cũng tương đương nhau, cũng nhập từ châu Âu về. Nhưng mà giá thành chỉ bằng gọi là 2/3 thôi. Cái dòng này thì cũng sử dụng chất liệu thép không gỉ 18/10, an toàn sức khỏe, sử dụng trên tất cả các loại bếp và cũng vung kính. Theo bạn thì bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay bếp 89 tiếp tục lên một video để giới thiệu về cái nồi chảo đa năng đến từ nhà Scanpan. Cái dòng này thì nó có cái tên là Scanpan D-Max Impact, size 28, kèm sửng vung kính, giá thành cực kỳ dễ chịu. Anh chị đi tìm hiểu về sản phẩm này cùng bếp 89 nhá. Cùng em đi mở hộp cái chảo kèm sửng hấp Scanpan này nhá. Catalog này, một cái vung 28 này, một cái sừng 28 này, một cái chảo 28 hai quai sâu này. Trên màn hình của anh chị là toàn bộ cái chi tiết của cái nồi chảo đa năng 28 cm kèm sừng này. Con này thì nó có cái dung tích là 3,75 lít, size 28, kèm cả nắp vung này, kèm một cái sừng hấp 28 này và một cái chảo. Đây là cân nặng của toàn bộ cái chảo không tính hộp nhá. Nó đã là 3 cân 25 rồi. Đây là chiều cao của cái chảo này, 8,5 phân này. Đây là chiều cao của cái sừng hấp này, 8 phân rưỡi. Đây là chiều rộng của cái đáy này, 21 cm. Nói về xuất xứ của cái dòng chảo Scanpan Impact này thì đầu tiên nói về Scanpan. Scanpan là một cái thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Đan Mạch, mà bình thường thì nó chỉ bán ở các trung tâm thương mại thôi vì giá thành nó rất là cao. Cái thứ hai là cái dòng này thì nó sản xuất ở nước thứ hai và nhập trực tiếp từ Đan Mạch về, nên là tiêu chuẩn của chất lượng châu Âu. Cái dòng chảo này thì sử dụng cái chất liệu thép không gỉ 18/10, an toàn sức khỏe, không phôi hóa. Đây, mọi người nhìn này, chất liệu 18/10 này, sử dụng trên tất cả các loại bếp, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại. 18/10 là hay gọi là inox 304, là inox cao cấp nhất, được sử dụng trong y tế và sử dụng trong gia dụng. Đây là cái đáy của chảo mọi người ơi, đáy dày khoảng tầm 1 phân, đáy thì siêu siêu đẹp, đáy rất là dày nhá, thiết kế rất bắt mắt luôn, có nhiều cái khía để hấp thụ nhiệt này. Con này nó là đáy 3 lớp, giữ nhiệt tốt đều và truyền nhiệt rất là tốt, không tập trung ở giữa nhiều mà tập trung tất cả trên cái đáy này, nên nấu ăn nó sẽ rất là ngon. Khía thì đây mọi người, nó là dập chìm nhá, cái độ tinh tế và cái công nghệ này nó cao hơn Vidup MF rất là nhiều. Vidup MF mọi người chỉ khắc laser thôi, đây dập chìm rất nét luôn. Ở ngoài thì con này đánh bóng mờ tạo một cái độ sang. Ở trong thì cái thân này ở dưới này thì đánh bóng mờ, ở cái thành này thì nó đánh bóng gương để khi mà mình xào rán nó dính vào đây này, nó có một cái độ bóng, nó tạo ra một cái chống dính tốt hơn. Cái chảo hai quai Impact này thì sử dụng vung kính, vung kính của nó là kính cường lực, kính nặng lên đến 1 kg nhá, rất rất nặng. Nó tạo ra một cái áp nấu rất là tốt, khi mình đun nấu nó sẽ chín nhanh, mềm đều hơn. Và vẫn là nguyên lý thiết kế không có lỗ thông hơi của châu Âu, nó sẽ giữ được cái nhiệt khi nấu ăn. Đây này, trong này thì nó là bằng cái vít cố định luôn, cái này nó không bị sọc sạch và cái nữa là nó rất là dễ vệ sinh. Về cái sừng này mọi người này, cái sừng rất sâu, cái sừng này thì mọi người có thể đồ được tầm 2 cân gạo và đồ một con cá to thoải mái, rau củ quả rất đẹp nhá. Cái sừng này nó rất là đẹp, dành cho nhà nào mà hay ăn đồ hấp hoặc là mình kiểu hấp hải sản đấy, hấp rau củ quả thịt thà, hấp con cá tầm 1,5 cân thoải mái, nếu mà mình cắt ra có thể 2 cân 2,5 cân thoải mái nhá. Sừng rất đẹp.
Đây là cái tay cầm của chảo này. Đinh tán hai cái mấu rất to. À, tuy là đinh tán này nó rất là chắc, nhưng mà cái nhược điểm của nó thì để nó cái độ tinh tế của nó không cao, nhưng mà được cái thì rất là chắc. Đây. Trên đây thì có logo Scanpen này. Tay cầm rất dễ chịu nhá. Cái này tay cầm cách nhiệt hoàn toàn nhá, nó không nóng đâu. Trừ khi mình đúng bếp ga, đúng ga thì không thể tránh được. Cái dòng chảo Scanpen Impact đa năng 28 này thì mọi người có thể cho vào máy rửa bát thoải mái. Cái thứ hai là mọi người có thể cho vào lò nướng, nhưng mà tránh cái vung này ra. Nó chịu được cái nhiệt độ lên đến 260 độ C. Và thực ra cái nồi này nó rất là nhiều công dụng. Có thể xào, hấp, rán, luộc, lẩu, om. Nó rất là nhiều công dụng nhá. Một cái nồi nhưng mà có rất là nhiều chức năng. Sản phẩm này thì bên em đang có sẵn tại hàng Free Ship Nội Thành Hà Nội, ship CD toàn quốc, nhận hàng thanh tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị, đây là hàng chính hãng, bảo hành cho quý anh chị 1 năm nhá. Anh chị nào muốn mua hàng, kích đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985 608 831. Em xin chân thành cảm ơn.